sự khác biệt giữa những người đang tự do về tài chính và những người đang chưa tự do về tài chính. Những anh chị chưa tự do về tài chính khác gì với những anh chị mà đang tự do về tài chính này? Nó khác ở một chỗ anh chị, đó là cái thói quen, cái cách chúng ta quản lý tiền. Bao nhiêu số anh chị đồng ý với Huy rằng là tất cả các anh chị ở đây, dù là ai đi chăng nữa, dù là anh chị đang ở đâu, dù là trai gái, già trẻ, lớn bé, giàu hay là chưa giàu, thì chúng ta cũng đều có thể kiếm được ít nhất 200 triệu ạ. Bao nhiêu số anh chị đồng ý với Huy là tất cả các anh chị ở đây đều có thể làm được điều đó? Có một số anh chị có thể là mất vài tháng, có một số anh chị mất vài năm, có một số anh chị sẽ mất vài ngày. Nhưng mà không nói về thời gian, nếu chúng ta tập trung chúng ta làm thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kiếm được 200 triệu. Và một cái sự khác biệt là gì ạ? Có hai ví dụ ha. Ví dụ thứ nhất là một cái ông A đi ha. Cái ông A này thì sao? Cái ông A này có 200 triệu ha. Yes. Một cái ông A nào đó mình không biết. Ok dạ. Yes. Thì cái ông A này có 200 triệu. Và anh ta làm gì ạ? Anh ta, ôi 200 triệu tuyệt vời quá. Và anh ta làm gì? Ôi, có 200 triệu là phải nghĩ tới việc đầu tiên. Đó là phải mua một chiếc SH 120 triệu cho nó ngầu. Tại thật rất là đẹp luôn, rất là chất luôn, rất là cao cấp luôn. Và tiền nào của nấy mà, rất là xịn xò. Và mua chiếc SH xong là bao nhiêu tiền á? 120 triệu rồi. Bây giờ có SH rồi thì phải đổi điện thoại mà. Suốt ngày xài cái điện thoại cục gạch hay là cái điện thoại rẻ tiền, nó không có thích lắm. Vậy thì bây giờ mình phải làm gì? À, mình sẽ chích ra 40 triệu nữa để mua một con iPhone Pro Max. À, cho đẹp trai đẹp gái, cho nó oai. Ừ, cho nó sướng, thể hiện tí, khoe khoe tí. Và khi mà có được cái điện thoại iPhone Pro Max rồi thì sao ạ? Ui, bây giờ mình phải có một cái MacBook để thể hiện cái đẳng cấp của mình. Và sao ạ? Mua luôn một con MacBook thêm 40 chai nữa, rất là ngầu, rất là đẹp, rất là xịn luôn, rất là đẹp trai đẹp gái luôn, nhìn là hết hồn luôn, nhìn một cái là wow, ôi bạn là ai vậy, wow, anh chị là con nhà giàu à, ôi anh chị làm gì mà giàu thế, nhìn nó sang, nhìn nó oai, nhìn nó tuyệt vời quá. Và điều gì xảy ra sau đó ạ? Còn tiền không? Kết quả sau đó, ngày mai đi làm tiếp nha em. Trời, mới mua cái đó hả? Hôm nay mới mua cái điện thoại hả? À, hôm nay mới mua cái MacBook đẹp quá hả? Ok, mai nhớ đi làm đúng giờ nha. Ừ, mai không đi làm là anh chịu lương đấy. Ok anh, cũng phải tiếp tục đi làm. Vẫn phải tiếp tục cày lại. Và có một điều là gì ạ? Cái tiền nó sẽ trở thành một cái vòng lặp anh chị. Nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho tới khi mà chúng ta thoát ra khỏi nó. Và nó là cái thói quen đó. Cái thói quen là gì? Thói quen là cứ có tiền là phải xài cho hết. Và đó là thói quen không giúp chúng ta thành công về tài chính. Và có một điều đặc biệt là gì? Những cái người giàu có thì họ không nghĩ như vậy. Những người giàu có họ xem tiền không phải là vật để tiêu pha chị. Những người giàu có họ xem tiền là cái gì? Chính là cái để đầu tư tài sản. Họ không xem tiền là cái thứ để tiêu xài, mà họ xem tiền là cái thứ để đầu tư tài sản cho họ.